Hello tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Kiệt nha mọi người. Mình là Kiệt đây. Hello mọi người. Mình là Nghĩa đây. Hello mọi người. À, với cái nóng gay gắt như thế này thì mình chưa gì mày. Hello mọi người. À, với cái nóng gay gắt này thì mình có đổi nón để mình cho nó bớt nóng chút xíu thôi chứ không gì hết nha mọi người. Ừ, chứ không phải sợ bị ký đầu. Chứ là đổi nón thôi chứ mình không có sợ ký đầu nha mọi người. Thì ký tao đi. Thằng này cũng còn lấy gõ nữa mày. Đâu có đau. Chúng ta gõ mày mới đau nè. Đâu? Tập trung chuyên môn con. À nói chứ quay trở lại chuyên môn nha mọi người. Giờ nói chung là mình xin phép mọi người cho mình đội nóng hiểm chút nha mọi người. Nãy mày nãy ghê lắm mọi người. Rồi đi. Khỏi mày. Lớn rồi. Rồi tập trung chuyên môn đi, nước đá tan. À mà mình mà gỡ nó hiểm ra cái là nó gõ đầu mình liền nha mọi người, không được, mình muốn xin phép mọi người đổi nóng hiểm một bữa. Thì bữa nay mình dưới cái nóng gay gắt vậy thì ba mình có mua một 10 kg nấu. 10 kg là có 7 trái à, nói thật ra 10 kg chỉ có 7 trái à. Tại vì cái 1 kg mấy, 2 kg đúng không? Tính ra 7 trái là 8 trái, có 7 trái là 10 kg. Nói gì? Mày nói luôn đi. Đây là 7 trái dưa hấu mình đã mua mọi người. Đây là nước đá, siro, sữa. Đâu? Siro sữa đâu? Một món rất là quan trọng và mát mẻ giữa trời nắng gay gắt này. Món được mang tên. Nó đấy. Ngủi kìa mày. Quýnh hoài luôn á. Quýnh hoài luôn à. Con ngủi không có, gấp chó à. Mày vô chút dơm cạnh cho nó chẳng hoài luôn. Quýnh hụt. Để hồi râm lại khúc đó coi. Tao cứ nhẹt vô, quýnh hoài luôn. Có con ngủi. Ăn không, tan đá. Chứ sao mày gõ đầu tao được. Rồi con xin lỗi chú, gõ tay con hết. Diễn tay mày đó. À, giờ mình nói chung là mình sẽ làm món đu đũa rồi bậy lẩu dưa hấu. Dưa hấu dầm mà sữa đá nha mọi người. Dưa dưa mới chịu à. Chai siro sao mua chai xăm dứa cha, xăm dứa sữa à. Rồi mình sẽ dầm với dầm gì xăm dứa dầm dầm lum la nấu gì lèo lưỡi với lum lum la nó giờ ăn uống còn nó bậy rồi đó. Chứ giờ mình sẽ đi cắt dưa hấu ra rồi mình làm món này mọi người. Rồi vậy đi mấy anh chị. Bây giờ mình làm lẩu không? Lẩu gì mà lẩu ok mấy anh chị. Tao làm thao dưa hấu dầm dầm hoài dầm hoài luôn. Chứ giờ làm cho mình biết cái món này tao cái chắc đi luôn quá. Rồi nói chung là hôm nay anh em mình làm dưa hấu dầm với sữa rồi nha mọi người. Rồi xong luôn rồi. Khỏi ăn luôn rồi. Mở ra chi vậy? Ủa nãy giờ có cột không? Có. Không. Không. Từ lúc đầu giờ không cột nha. Sao giờ nó trả vậy rồi sao? Thì đấy đá thêm mua đá thêm chứ sao? Mà ngăn ẩu tả đi khoảng cái tật à. Ai vậy? Ai á? Tao không biết mốt tao nghĩ rồi biết nhà măng. Không biết ai làm rớt. Nghe không à. Rớt thì đổ thừa, làm rớt thì tự đổ thừa tao luôn. Con á, cái gì cũng con á. Chứ không lẽ tao. Lẽ tao. Nhỏ kia nó đẻ không được con con nữa. Mày nó mới đẻ không được, nhìn mặt mày đẻ không được á. Sợ nữa giống con hay vậy? Ừ. Rồi đó chứ giờ mình sẽ làm cái này, mình sẽ quay tiếp cho mọi người coi nha mọi người. Ok, giờ nãy nạo đi hấu đó, mình quay tiếp cho mọi người coi. À, ok mấy anh chị nha, giờ mình kêu Nguyễn nó cắt ra, nó không chịu vậy, nó nạo vậy nè. Mình cắt ra nhìn non. Nhét nhét gì cái lưng tao vậy? Nhét cái láp. Khủng không? Chút lọt tao không báo nè. Ừ, lấy ra không được á. Đó, vậy rồi mình được cái tô phải không? Mình lấy cái đó mình ăn. Khỏi ăn dĩa hả? Ừ. Sao tao chuẩn bị ba cái dĩa sẵn đó mày? Thôi dĩa để mình chịu có đám tiệc làm đi. Ừ. Nhà tao 5-6 đám giỗ luôn rồi. Ừ. Chỉ có nhà mày 5 đừng có đó. Nhà tao 2 cái à. Mốt ổng cái. Thì đám ông nội mày. Đám cưới... Nội tao chết rồi mày. Thì đám cưới ông nội mày. Ủa đám cưới ông nội tao mới chịu. Đám giỗ ông nội mày. Này, dĩa hấu sao tao thấy nó không được rõ cho lắm mày. Thẻ ăn đá đó coi lưng. Dưa hấu này mới 7-8 mà chưa chín mày ơi. Ừ, dưa hấu này nó mới có 7-8 rồi. Cái này như cái gì vậy? Ê, thấy... dưa hấu với cái gì mày? À, mình thử một trái nha mọi người. Ê, trái đỏ này ơi. Đó. Cũng đỡ hơn xíu. Chà, đang nóng nực kiểu này quất trái dưa hấu luôn. Mai khỏi nói chuyện luôn. Sữa đá vô phải tới gáo. Quất mai khỏi nói chuyện luôn. Ăn dừa không? Chặt dừa bị bỏ vô. Trời ơi, ăn món gì hư bộ tử chứ mày. Nó 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 phát yêu đệ ha. Mày chạy hả nhái? Cái gì vậy? Há miệng ra. Canh này. Gọi đẳng canh sẵn đi. Canh. Mày chạy. Từ nãy giờ dính ha.
chứ thế hệ nhà có ai ăn không, có mình có ăn đó. Nói chứ giờ chắc mẹ mình sẽ làm bốn trái thôi nha mọi người ơi, giờ nhiều quá mình làm ăn không hết đâu mọi người. Rồi mình vô từ từ mày biết không, vô nước đá trước hay vô sữa gì đâu trước, chỗ nào đá không thử đá chà, chứ chỗ nào để đá, để đá vô đập bỏ lấy vô dầm cái gì mới bỏ đá. À, giờ đổ sữa nha mọi người. Trời ơi một cái lỗ bự bự xíu. Được rồi, đúng rồi. Hết đồ sữa luôn ăn. Khùng cho béo, cho béo hai mày mập ăn luôn nữa, thành heo luôn, đường luôn tại heo đầu heo chó chợ. Không có à, bữa khác kêu kia ôm vô mà ôm vô sảy siro luôn nghe ơi. Trời thổi lưng thổi một bên. Ừ. Cái gì dơ quá trời ơi. Nó không ngọt hết ta. Cái gì dẫn dụ tao siro mà không ngọt vậy mày, mới lạnh gì vậy nếm trời ơi thiệt không ngọt hết á. Ngọt không mày, không ngọt hư rồi đó. Mày hẹn với Dũng mày còn không? Chết mẹ, 26 tháng mấy anh lên? 6 tháng 5 rồi em. Hôm nay tháng mấy? Tháng 8 rồi. Đâu? Muốn coi lại coi. Coi năm nào? Tháng này tháng mấy? 22. Hôm 2, năm 2. Tháng này tháng mấy? Đâu? Tháng 5. Trưởng luôn cái ai? Nó được năm á, hay sử dụng nó năm á. 26 tháng. Chà. Hết 3 tháng rồi, chứ không sao đâu. Hết thời gian sử dụng 3 tháng rồi. Mày để chút thì mình đổ vô để còn nghe nó thấm liền không? Ừ. Mày ăn được không cái thì mình đổ vô nha mọi người. Thì chứ nó không ngọt hết á. Thiệt của mày. Là nhách à. Đổ vô muỗng nếm thử cái rồi đừng. Trời ơi. Mày bị dính trưởng rồi mọi người. Anh nữa nghĩa. Nó lạc nhách nè. Hết hẹn 3 tháng rồi. Ừ nó không có mùi mày ơi. Tại thường thường mày có uống siro sữa anh trường không? Không. Là nó phải có sữa vô à, nó mới ngọt hiểu không? À, cái này lạc mày. Ừ, nó chỉ có cái vị thôi. Là nó có vị thơm thơm dưới nè. Ừ, được lắm. Chơi đi. Hết chai luôn hả? Thì coi đổ vừa vừa con vừa mình vừa người ta thôi chứ con để cái chất đứt luôn á. Có thằng sử dụng 3 tháng rồi mà để của đó vô chất đứt luôn á. Tính chi 3 tháng là thằng hả? Vô nè, vô mèo nè, vô mèo. Đổ rồi, ơi. Đều đều lên con. Vô mèo mọi người ơi. Sao cái màu này vô nhìn nó lạ quá. Sao kỳ vậy trời? Con cái đó chế đi con ơi. Kỳ vậy trời. Ừ, chế chai đi. Màu xanh nữa không lẽ vô với màu đỏ ra màu gì mới rồi. Mà chế chai đi cho nó ghê quá. Chế hả? Ê mày, mày 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 không có bỏ không nổi. Đó, cho nước đá vô nha mọi người. Nói chung là bữa nay mình chỉ dầm được cái sữa thôi. Bỏ nước đá lẫn lộn luôn lưng. Đó. Người ăn gáo vậy hả? Ừ. Làm như kêu. Đổ ra ba gáo đi rồi mình quay phim chụp hình cho đẹp cái rồi quay cho mọi người coi cái. Ok. Làm giống nồi sầu bằng quá trời luôn. Đưa coi. Tao thấy ngồi chảy nước miếng rồi mày đặt mình nồi sầu bằng. Cho dùng dùng xíu rồi đại ca. Gì đâu làm mà hiểu. Làm kem vậy đó. Hiểu chứ vậy. Này chắc cho từ hết quốc nữa. Kìa yếu quá kìa ăn này kìa coi. Pha ba quảo vậy đó. Trời ơi. Giữ mày. Ừ. Ăn cái chuyện này chôn. Để cho nó lạnh lạnh xíu lên. Một quả mình làm ba quả nghe mọi người. Trời ơi. Mày làm ba quả hả? Cho nó lạnh nha con. Gì con mày? Nói với Nghĩa nè. Mà ông lo ông làm đi. Ai dành công việc ông đâu mà nói tới là ông hả à. Quả về 10 ngàn nha. Ừ. Mắc chứ vậy. Chứ mày nghĩ mua mấy trái dấu được nhanh nhiêu tiền rồi mày. 10 ngàn không có đá hết mày. Có đá dưới á. Đá dưới lạnh. Ừ, có khi nào ăn chỗ này tắt tiếng hơn không ta? Có. Cặp siro thêm sữa nữa rồi thêm dưa hấu nữa. Chà. Thì nay về ngậm hết. Vậy là sáng mai quay clip cái mai quay clip kịch mày phải nói có cái chai mày phải nói có cái chai mày phải nói có cái chai hết hẹn 3 tháng rồi mày không lo. Ừ. Mày chế sữa làm chi rồi mày chế vô thêm nữa vậy còn nữa cầm giùm đi kêu mát thì cầm trời ơi chế trần kiệt miếng đi thôi tao không ăn tao không ăn cái nắp đó luôn nữa tao không ăn nha. Ừ. Con tự chế con tự thưởng thức cái vậy của con mà con tự kêu mày chế chi không ăn hả nè chú ừ nó giờ đâu mày kêu đâu chế vô hết. Ê, ẩu ẩu rồi đó ba. Trời ơi, nhiếp tùm lum. Ơi nó quậy kìa mọi người không quá, đâu, quá. Quá trời lưng nó phá mà. Mày ăn cái đó đi. Mày cầm đi mày làm vậy? Cầm rồi sao phụ anh? Thôi khỏi cầm. Gì đâu được rồi. Chạy nhiếp tùm lum. Quá trời. Mày cầm đi. Mà cũng được ăn quá. Chế vô miếng này. Ôi, 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 ôi. Trời ơi thằng này nó quần thiệt chứ. Ừ. Ê. Ôi.
chết chết chung. Đưa chai đi coi. Cái thằng này chết chung. Không muốn chết chung mày. Kỳ vậy ta. Cái thằng này cứ chế vô hoài, canh nó chế vô hoài luôn. Còn nếm trước miếng cho. Không mượn à. Không mượn. Hình như nãy tao có làm rồi miếng không ta? Ừ. Thà chết ngọt luôn, để đột quỵ nằm đó là báo vợ báo con rồi. Ôi. Trời ơi thằng này thiệt chứ. Quả này quả của tao. Tao làm tao quả khác. Nói mình nói hai quả mà. Đó. Chú đâu ăn quả đó đâu. Kì vậy? Ừ, chú làm không có quả khác. Rồi xong ba quả rồi. Rồi mọi người nè. Không có. Thiệt. Vô phần em. Muộn. Vô vô mọi em. Thôi chú chế này đi con. Vô em. Trời ơi. Để mình quay cho mọi người coi nha mà. Nhiễu tùm lum nè. Cầm đi. Làm cho cái khác ra lên. Uống đi. Thôi không được. Nè muốn nè. Nghĩa đổ quá trớn nè, đổ nửa chai mà. Rồi. Vô đi. Mà vô mọi người ơi. Quậy quá mọi người. Này tôi không biết là gì luôn mà giờ giống thập cẩm gì của Simbuche của Thái Lan quá. Có khác không? Ừ. À, nói chung là giờ mình xong cái ráo nha mọi người. Cái của Nghĩa thì có xăm dứa, mình thì hơi ót. Đó, trên sau tinh tay mày cũng cái đó. Xăm dứa này mình để dành cho Nghĩa ăn hết cái đó rồi không tới ăn cái này. Cho con bỏ vô nhiều làm chi. Cũng chiến sĩ khuất mặt khuất mày, bên tay phải chân còn lưng kệ mẹ nó vô mọi người. Nói chứ mình cầm cái này ăn cũng được nha mọi người. Mình xàm vậy chứ. Cái này để chút cho con lưng nó ăn nha mọi người. Bậy tao có rồi. Nè. Nhà nó nhiễu luôn mày, giờ mình nói cảm mọi người đọc nha. Trời, ngay tao vừa. Nhiễu luôn luôn rồi nè. Ok. Mời mọi người tất cả món này mọi người, món này. Ok. Rồi mọi người luôn, này gọi là si lô sữa dưa hấu. Vô mọi người. À nó béo à. Cũng hơi béo à. Béo không? Có mùi xăm dứa. Mà nó kiểu như xăm dứa quá 3 tháng á. Ừ. Mùi nó lạ lạ phải không? Cũng là xăm lứa, xăm dứa mà lạ lắm không? Ừ. Ăn như thấu đầu răng nữa mày. Mời tất cả mọi người nha. Nó bự quá rễ. Rồi sao cảm nghĩ sao béo sao nhiêu lên ngay? Đầu tiên là nó béo rồi sữa. Bảy. Đầu tiên nhất là có mùi dưa hấu. Buộc. Đấy. Rồi là bé rồi sữa trước. Đồ lao mày tan gì hấu trước. Ăn gì hấu trước. Này húp nước trước mà. Cái mày cãi nó hoài mày. Mày cãi không có giọng cái này đâu bây giờ. Con nói là con húp nước trước. Nè. Cãi cãi tao. Vậy mày húp mùi dưới sữa chứ làm gì có sữa. Thấy có mùi dưới sữa. Ừ. Cãi không? Nhà không quay hết đúng luôn bây giờ mày tin tao cãi không? Vô mọi người. Mọi người nữa nha. Ừ. Nãy giờ cái đó được không? Được. Nãy vô ăn đâu. Vô mọi người miếng nữa mọi người. Trời ơi. Chúng mày ngồi ăn kiểu như ăn ngoài chợ luôn. Mẹ chen như ăn cái gì? Tàu hủ hả? Vô anh đút em miếng nè. Đúng rồi. Có xăm dứa, có xăm dứa. Cả quốc hắn miếng rồi. Mày thua một ken nữa. Mày mới cháo tao nên tao cho cái ghế lên đầu. Ăn kiểu phong cách underground. Ngon quá mọi người. Trời mà nắng nóng mà ăn vậy mát lắm nha mọi người. Đùa mát nhỏ kìa, chạy ngang đẹp dữ chút kìa. Ôi ôi. Ăn đi, đừng diễn nữa. Xe chạm rụp nộp luôn. Chiều xe ở đây nhiều dữ ta. Mọi người nữa mọi người. Không cảm hai chú cháu nữa nha mọi người. Thằng mát, thằng bà trợn. Ráng ăn hai quả này còn 15.000 cái ăn chiên nữa. Cơn mưa ngang qua. À, không là cơn mưa lúc gì. Ngẫu hứng ráp bài mát. Vô. Sao ráp nghe rồi. Vì tai nha. Khai à? Hát sao ta? Mình đang chiêu mà. Thằng bé cầm quyền sao mát? Đi tay mà. Ừ. Trong khi mà mày đang ăn dưa hấu thì vợ lưng ở nhà có bầu. Có. Ừ. Đi tay mình trúng giận thôi chứ. Mà đúng không? Mày đang nhấu vợ lưng có bầu. Ừ. Hợp lệ thôi đúng không? Hợp lệ. Đúng không? Ừ ha. Hiểu như vậy á. Nói chung là cái này nó khá là ngon mà. Mà nó cũng đâu biết đâu hả? Cái bầu là của thằng Kiệt hả? Trời ơi! Sao nó dần chứ ta? Mày nói mày mà mày. Giọng dần Âu đâu ra có chứ ơi tạ mày. Của thằng ẩu nào. Mày nói nè. Mà nó đâu biết đâu, cái bầu của thằng Kiệt làm ẩu. Nó nói vậy mới đúng. Tao mái là anh đè cái quốc liền á. Vậy. Không mọi người. Quay lại chân bông mọi người. Rồi cho tôi đặt máy kìa đây nha mọi người. Quýnh cái. Mọi người miếng nữa. Ăn gì nãy giờ không được nữa quả nữa mà. Nói chung là tại vì tại nắng nóng quá mình làm này ăn cho mát mọi người. Nhỏ không biết chỗ mọi người sao chỗ mình. Rồi kia nó hầm quá là hầm luôn á. Rồi húp giùm nội ơi. Cũng có mùi xăm dứa trong đây ta.
có mùi sâm dứa mà lúc đầu đổ vô nói gì vậy? Ừ ha, có 3 tháng rồi chắc đến nổi rồi phải không? 10.000 quả, hãy ăn đi, bao nhiêu tính điện nhiêu. Quất nửa trái này thiệt chứ gấu quất nửa trái cũng hơi hót rồi á. Gì? Làm quả ba quả nãy hô 2-3 quả luôn mà. Tại đi. Rồi sẽ cố gắng. Tổng còn 3 con trái đúng rồi, làm vô mẹ nữa cho. Vô. Vô. Nãy không lấy hũ sữa ra hả? Nè, nãy không lấy hũ sữa ra chế lên trên nó cho béo. Đúng rồi, để mình lấy sữa vô nha mọi người. Mẹ mớm mà ăn được chứ bay. Trời ơi. Ăn cả thế giới luôn chứ đừng nói ăn mày. Ghê mày. Quả đâu phải dung dung tràn người ta mới chịu rồi chứ. Tham ăn hút uống mấy giọng nó mau chết lắm. Nói đi con. Sao nghĩa ngon vậy? Mẹ béo quá. Nhớ lấy chai siro cho nghĩa luôn nha mày. Thôi. Béo mọi người. Siro béo mày. Tôi thì tôi mít ăn béo mọi người. Béo mỡ mập lắm. Tôi thích. Trời ơi. Nói chuyện đi đúng rồi ha. Tại tôi thích mỏng mai à, xuống thích mập. Mình cho vô miếng miếng sữa ông Thọ này. Người đàn ông duy nhất trên đời có sữa. Ừ sao kỳ ta. Mà ngôi sao cũng có sữa nữa mày. Sữa ngôi sao hả? Ừ. Tôi không nói này cũng hết hạn đâu. Trời ơi. Mày 23 lắm. Ảo rồi đó bà. 23 lắm. Cũng hết hạn mày mua ở đâu vậy? Trời ơi trời. Vốn luôn nữa thiệt luôn. Dưa hấu còn hạn không? Dưa hấu thì còn hết hạn rồi, hết hạn qua rồi. Ừ. Đây. Mọi người miếng này coi quả của người kẹt nha mọi người. Sữa nó uống một lớp lên vậy nè. Quả thứ hai luôn hả? Quả hai rồi. Hai quả rồi. Mời mọi người nha. Ok vô. Mai chợ ghê đi chỗ này, ăn chỗ này chết. Mày có ghê luôn hả? Có. Ghê trời. Con bại nu rồi. Cháu thì điên nữa. Cháu thì điên phải không? Sao thiệt đi. À thì đó là mày. Hôm nay nghe rồi. Ừ. Quá béo. Nửa con sữa mà không béo. Vô miếng nữa không ta? À, coi coi nó chế sữa mà nước đục ngầu luôn nè mọi người. Vô miếng nữa mọi người. Đó. Múc nước không nha em? Ừ. Sao một cái múc nước không vậy? Cái để anh chú Kiệt ăn, mình múc nước. Nó mày múc nước không vậy? Trời nó chế sữa thêm nữa kìa. Vậy chưa béo nữa, vừa ăn vừa chế luôn đi. Trời để đó ai rồi ăn nữa mày? Quá trời. Hồi 2-3 cái lôi sữa quá, trọng nó trọng chắc chết luôn á. Ăn sữa không? Ừ. Thôi. Mày chê rồi. Chó mày đặt chê xương. Thôi. Rồi xong. Dạo này tiểu đường nhiều rồi, quất đó vô tiểu nằm luôn à. Tiểu nằm mới chịu. Mày tiểu nằm đâu con ơi. Mày tiểu nằm đâu con. Mày bắn vô cái lên đi. Dạo mấy đứa nít già nằm bắn vô miệng không? Thôi chứ mình ăn quả nữa mình trốt kia cho ngựa ăn. Đi vậy. Quả nữa hả? Quả này. Ăn đi, trời ơi mày ăn nhiều tao mừng nó rồi đâu. Chảy rồi kìa, ngồi chảy rồi kìa. Tao quất cái hết à. Kéo ghê. Nói chung cái món này nó cũng nhạt nhẽo mọi người, mà chủ yếu là nó mát thôi. Ê, trời nắng này ăn. Như, béo còn chết mày á. Chỉ mọi người như đang bực bội người hoặc nực nội người giống như tôi có miếng dưa hấu này vô. Ăn cho nó mát lại để tí đầu túi luôn á. Nó cái nó mỉm rồi. Đau đau. Vô lấy chải tương vô xịt vô cho nó bớt nhạt mày. Mặn lại hả? Ừ. Kiệt thấy muốn người vậy đó, hút cho nữa hút sữa. Ngán lắm hả vậy? Nó không cố nội. Con người ta mà ăn hết trái dưa hấu không phải đẳng cấp nữa. Chút đi vệ sinh ra mà. À giờ thử thách nè, chú cháu mình cưa bơm nè. Trời ơi. Chưa không? Ẩu rồi ba. Chưa không? Hả? Nhớ cái đợt mình nằm đi mà đăng nhưng mà bơi hết mưa ngày không? Nhưng mà bữa nay nè, chơi không? Rồi, tao hết 2 quả rồi. Thằng này chắc quả rưỡi hả? Chứ gì nữa? Chứ gì nãy hút 11 quả nó yếu quá, quả tao quả đầy mà. Bây giờ nó ẹo qua miếng nè. Đó. Ẹo qua miếng nè hả? Sao? Thua mà. Này. Hồi bữa nay chế rồi chú ơi. Chú chơi con cũng thua nè. Hồi nãy tao làm cái anh bao của hình sự rồi. Có rồi nè hả? Đào đéo rủ luôn bây. Canh lúc mày đi mua đồ quên mẹ luôn mà. Nên lưng nào vậy? Lưng nào có ăn không ăn không má đợi, có đẻ thì buồn. Bốc ăn một cái nè, vợ vô ăn một cái nè, lưng ăn một cái nè, cha vô ăn một cái nè, con đi vô giấu con được ăn à.
chiều nay giáo hội hết năm sau đi mấy cái đám giỗ lượt ngày chứ không có. Ôi kệ. Có nhiều mà thôi mình xin ngưng nha mọi người. Nói chung là giờ khá. Quả nó đây, quả nén luôn. Quả quả ngoài ở đây. Mọi người biết nữa. Quả đứt luôn, đang buồn luôn mọi người. Buồn ăn dữ lắm không? Rồi. Nói chung là giờ cho lưng nó ăn đi. Mình quất hai quả và một trái rồi, nó là bốn trái mình ăn hết trái còn gì nữa. Rồi vậy thôi chắc mình quất cái thao luôn á. Nãy giờ mang hết thao này được 5 xị. Thôi. 5 xị không đủ tiền xúc ruột. Chẳng được. Ăn đi, ăn hết đó đi rồi kết thúc video luôn con. Làm bảy một dẹp đũa đi. Vì chú vô chú ra chú thế lưng trên lưng ghi hình 7 5 10 phút coi. Thôi ăn đi. Ừ. Chú chơi gì vậy? Lên hình đi. Buồn. Ừ. Lên hình đi. Vô, mời mọi người nha. Đó, giờ cho lưng vô nó táp vào miếng cho mọi người. Tốt lộ rồi. Ngọt quá. Ngon không? Ngọt. Ngon. Béo. Béo dữ không á. Sửa sửa vô nữa mới được. Thôi. Cho cái múc rồi. Trời ơi. Tôi múc tôi bán rồi. Hết rồi mày ơi. Ăn bảo đi. Quá đã. Quá đã quá. Mẹ. Trời ơi, nó ăn một lần nửa quả luôn nội ơi. Nó múc, nó sắn 3 muỗng à. Bị chan chó gặp xương mà. Có cái trái dừa khô kế bên rồi để đầu nó đi. Ăn đi. Nuốt vô. Như hấu mắc nghẹn là chết chắc luôn á. Không có đường nào cứu hết. Không có cơm nguội nào nuốt qua được hết. Bây giờ dữ vậy lưng. Nãy nhớ cúng chiến sĩ rồi mà. Tôi lòi lên thằng nữa nè. Bảy cô hồn chưa cúng. Cô hồn chưa cúng. Cúng chiến sĩ cô hồn phúc mà phúc mài. Bên tay phải chân còn cái lưng chạy mẹ nữa. Nuốt đi. Nuốt vô. Chè mình cần á. Rồi nói chứ mình sẽ kết thúc video đây nha mọi người. Nói chung là bữa nay clip này chủ yếu là làm ăn cái này cho nó mát giữa trưa mọi người, nóng nực này kia. Này ăn cơm với kho với canh Diễm Cố. Ủa? Quần ta nữa. Đói bụng nhớ nó tưởng tượng ăn cơm luôn á. Nắng ha, ngồi nhăn quá ha. Rồi kết thúc video đi, chào mọi người nè. Ráng đi khúc đi cho hết quả này đi. Là kệ lên hình cũng mấy 50 phút chứ lên đâu có 20 giây. Chiều nay sáng nay không biết sao tính tiền. Nói bộ nó trật à. Mày lên đều đó mới chia tiền đều á. Lên đều mới chia tiền đều à. Nãy giờ tao cầm máy trong quanh cơ. Tao không có tính. Mày đâu có lấy hình đâu. Thấy hình mới có tiền. Lên đánh qua tháng này cơ. Anh YouTube mà giờ anh kêu không thấy hình á. Người ta làm cũng được, người ta cần anh chi. Tao kêu vợ tao quay cũng được gì đâu hả. Ráng muỗng nó đi. Thôi mày cắt ngang đi, mình chia tiền nó xíu. Phùng mày ơi, quay tiếp đi. Tháng này nghĩa gấp đôi mày. Nó quy ghi hình nhiều. Ráng muỗng bảo ráng quay đâu hết nè. Trời ơi. Bầu bầu xíu có tiền nhiều. Bù lại hả. Còn ơi, tao chia đều mày. Thôi chia đều đi lưng ơi. Năng muỗng nó thôi anh lưng ơi. Rồi. Nói chứ kiệt sẽ kết thúc video đây mọi người. Chúc mọi người xem video dễ nha. Và okay. Chúc mọi người xem video dễ hết. Bye mọi người. Bye, nắng quá mọi người ơi.